Alo, chào mọi người, mình là Cóc đấy ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Và trong video lần này, mình sẽ chỉ với bạn một cái tool rất là hay ha. Nè, để mình share cái màn hình cho bạn cho coi nè. À đây. Đây là cái màn hình của bên cái dashboard của cái Achievement ha. Họ có một cái tool này giúp cho bạn coi cái này rất là tiện nè. Đây. Đây là cái bạn coi thông tin này, thấy không? Rồi cái farmer full node wallet summary ăn xin rồi, hiện tại có bao nhiêu plot ở đây, độ khó của cái hiện tại là bao nhiêu, thấy không? Rồi đây là cái những cái mà những cái plot mà mình đang tạo này, thấy không? Đó, rồi những cái ổ đĩa trong máy mình nè, đó, rồi ổ đĩa này là dung lượng bao nhiêu, đã dùng bao nhiêu, còn trống bao nhiêu, cái nào mà gần đầy, thấy không? Đó, rồi trên đây nè, cái hiện tại nè, CPU đang chiếm bao nhiêu, RAM bao nhiêu, hôm qua tạo được bao nhiêu block, hôm nay tạo được bao nhiêu block, thấy không? Đó, rồi cái những cái block đang được tạo nè, thấy không? Lợi hại không? Thì đây là, bạn nhìn thấy này quen không? Đây là cái mà, cái thằng SWA, cái những cái thông tin của thằng SWA Chia Block Manager ha. Đó, thì cái tool này á, nó sẽ lấy những thông tin đó, nó sẽ đẩy lên đây cho bạn coi. Đó, thì thay vì bạn phải vô từng máy, bình thường là bạn phải vô từng máy bạn coi, thấy không? Còn ra đây, bạn cần fix xong là nó sẽ đẩy lên trên cái web này, bạn vô web này bạn coi hết được những cái máy của bạn luôn, thấy không? Không cần phải vô từng máy nữa, tiện hơn rất là nhiều. Đó, rồi ví dụ như là có máy nào nó trục trặc á, nó không có xin lên được á, thì trên đây nó sẽ, bạn nhìn ở đây bạn sẽ biết ha. Đó, rồi thì video lần này mình sẽ chỉ cho bạn cách làm cái này. Và trong cái video lần trước á, mình giới thiệu Achievement á, Achievement mà cho đăng ký trước rồi ha, thì mình cũng đã từng giới thiệu cái này rồi, nhưng mà cái bài hướng dẫn đó thì cái tool này họ vừa mới làm thôi, và phải config bằng cái giao diện, bằng cái dòng lệnh rất là phức tạp ha. Hiện tại họ đã cho phép config bằng cái có giao diện rất là đơn giản cực kỳ luôn. Ok đi, rồi vào nội dung chính luôn đi ha. Nhưng mà coi intro xíu đã ha. Rồi, thì đầu tiên á, bạn vào cái đường link này ha. qtt.li/achievement. Đây là cái link giới thiệu của mình ha. Cái link giới thiệu của mình, bạn vào theo cái link này á thì sau này cái Achievement bắt đầu hoạt động, sau khi mà cái pool protocol nó ra mắt á thì Achievement sẽ bắt đầu hoạt động luôn ha, sẽ dựa vào cái giao thức đó mà start làm được cái pool để cho các bạn tham gia đó. Thì khi mà các bạn vào bằng cái đường link của mình á thì sẽ được giảm 25% phí hàng tháng các bạn ha. Đó, thì các bạn nếu mà không muốn vào thì cũng được, các bạn có thể dùng cái link này dash.achia.co. Đó, nếu mà bạn dùng cái link này nè thì bạn sẽ vô luôn, vô cái cũng là vô cái trang này để đăng ký, nhưng mà bạn không có được giảm gì hết ha. Đó, bạn muốn giảm thì bạn vô bằng cái link này, bạn không muốn giảm thì vô bằng cái link này, đó tùy bạn thôi ha. Đó, rồi thì bạn vô xong á thì bạn có thể đăng ký thành viên, bấm vô đây nè, create account này ha, hoặc là bạn dùng cái account Google bạn vô luôn, cái nào cũng được hết á, nói chung là không có sợ bị mất account hay là gì đó đâu. Rồi, sau khi mà vô rồi á thì cái giao diện đã đăng nhập rồi như thế này nè. Rồi, bạn vào cái tab download đây, họ sẽ dẫn tới cái trang bên GitHub á. Bạn kéo xuống cái chỗ này đây, cái link này đây, bạn bấm vô, các bạn download cái file cài đặt về ha. Đó, bạn bấm vô download về thì mình download sẵn rồi các bạn ha, mình download về rồi đây. Mình download về rồi. Cái file này nè, đây là cái file nén các bạn. Các bạn có thể dùng những phần mềm giải nén, ví dụ như là WinRAR, WinZip hay là 7zip á. Đó, bạn tải về, bạn giải nén ra thì được cái thư mục này. Rồi, ở đây, đây là cái phần mềm này như được viết bằng Python nha. Nhưng mà họ bên Achia đã xây dựng luôn cái file SE này, tích hợp hết những cái gói đi kèm á. Như thay vì hồi xưa là bạn phải cài rồi bạn bật dòng lệnh lên, gõ lệnh install này nọ, bây giờ là không cần nữa, bạn chỉ việc chạy cái file
achia-das.se này thôi ha. Bật nó lên. Đó, tất cả mọi thứ có hết sẵn rồi. Đó rồi. Có ba cái bạn cần nhập là token, machine ID và floating lock. Đó. Rồi, đầu tiên là cái token nha. Token thì bạn lấy đâu? Bạn vô cái dashboard đây. Đó rồi. Đây đây. Bạn đăng nhập vô thì bạn sẽ vô sau khi bạn tạo account á, bạn đăng nhập vô đây. Rồi vô cái chỗ setting này nè. Chỗ setting đây. Nó có cái phần mà token này ha. Bạn bấm vào nút token. Copy token nè. Đó, bạn copy xong rồi bạn qua cái tool này bạn dán vô. Đây, dán vô. Đó, bao gồm chữ token luôn nha các bạn. Đó, bao gồm chữ token luôn nè, thấy không? Đó rồi, tiếp theo là cái machine ID nha. Machine ID thì bạn vô cái machine nè, tab machine nè. Rồi, bạn tạo một cái machine mới, add machine. Đặt tên cho nó, ví dụ như là test 4 chẳng hạn. Đặt tên gì cũng được các bạn. Rồi, bấm nút add machine. Đây, nó sẽ ra cái này đây. Mỗi cái machine nó sẽ có một cái machine ID. Bạn copy cái machine ID của này nha. Copy, rồi bạn dán nó vào đây. Dán này vào đây, rồi. Tiếp theo là cái đường dẫn, cái file log ha. Thì cái tool này á, nó có thể đọc được log của cái tool mà chia blockchain á, hoặc là cái tool Swarpod, Swarchia Block Manager luôn ha. Thì ở đây mình sẽ lấy cái log của cái thằng mà Swar á, đó. Thì đó là cái đường dẫn này đó các bạn. Các bạn vô cái file config của thằng Swar, các bạn sẽ thấy cái đường dẫn này, cái chỗ này nè. Đó là cái đường dẫn này đây. Cái đường dẫn mà bạn tạo lúc mà bạn config cái tool Swar á. Đó, thì nó nằm ở đây. Copy nó vô. Đó, cái của mình là cái đường dẫn này ha. Trong máy bạn thì có thể nó đường dẫn khác. Đó, trong máy mình thì cái này. Đây, mình để nó ở đây nè. Rồi, copy nó vô. Rồi, dán vô. Đó, xong ba cái rồi. Bây giờ bấm start thôi. Cái này check đây nha. Check luôn. Sell debug log cứ check đi. Rồi, bấm start cái. Rồi, khúc này có thể nó hơi lắc, nó hơi giật treo xíu mấy giây á. Ha, tại nó đang đọc cái log ha. Đọc cái log có thể nhiều lắm. Nè, mấy giây á. Ok đi con. Vô. Đó, vậy là thành công rồi các bạn. Nè, có mấy cái dòng này là bạn thấy ok rồi đó. Ha. Rồi, bây giờ bạn vô cái mà vô lại cái web cái mà cái machine bạn mới vừa mới tạo này ha, cái test 4 nè. Đó, bạn bấm vô chỗ view này. Đó, bây giờ bạn sẽ thấy nó đã xin lên được rồi các bạn. Ha. Nó đã xin, tức là cái nguyên lý hoạt động này như thế nào? Tức là nó sẽ đọc cái log, đọc những cái file log của cái tool mà Swar chẳng hạn, Swar Chia Block Manager á. Đọc xong nó load lên, nó đẩy lên cái web này. Bạn vô cái web này bạn coi, chứ bạn không cần phải vô cái máy mà đang tạo ở dưới local đó. Đó, bạn lên web bạn coi ha. Đó. À, nếu mà bạn nào chưa biết cách sử dụng cái tool Squarespace Block Manager á, thì mình có một cái bài cực kỳ chi tiết luôn nha. Mình sẽ để dưới link dưới phần mô tả cho bạn coi. Đó. Rồi. Từ này nè, thấy không? Nó có load lên đủ thứ thông tin luôn. Rồi, cái này được xin hay chưa nè. Rồi có bao nhiêu plot nè, độ khó hiện tại là bao nhiêu nè. Rồi. Ví dụ như là hôm qua tạo được bao nhiêu lot rồi, hôm nay tạo được bao nhiêu lot rồi, RAM đang chiếu bao nhiêu, CPU đang chiếm bao nhiêu, thấy không? Đó, rồi những cái này nè, bạn thấy không, nó tạo đây nè, y chang như cái bên đây. Hình như có gì đó sai, nó lấy thông tin như là chưa đúng lắm hả ta. Đây, đúng rồi, rồi được rồi. Đây các bạn, đúng rồi ha, lấy thông tin đúng rồi nè. Đây, có 8 cái plot nè, trong đó có một cái plot này vừa mới tạo các bạn, thấy không? Cái này vừa mới tạo nè, đây nó nằm đây. Cái thứ tự nó sắp xếp hơi có vấn đề xíu. Refresh lại thử coi. Đó, thì có 8 plot nè, thấy không? Bạn thấy cái bên square này, đó nó cũng có 8 cái thông tin y chang luôn ha. Đó. Ngoài ra nó còn có đọc được cái thông tin, ví dụ như là máy bạn có cái ổ đĩa nào nó gần đầy á, đó bạn nhìn vô đây bạn biết liền. Thấy không? Đó, cái này rất là thú vị các bạn ha. Rồi. Để mình nói một chút xíu về cái web của Archie. Đây. Cái Archie pool á là cái đây là một cái pool mà cái team dev ở bên Úc các bạn ha. Mình đã nói chuyện với mấy anh em dev ở đó. Nói chung họ rất là được.
đó, và mình đã đồng ý là mình sẽ làm đối tác chiến lược với lại bên Archipool ha, nên mình mới có được cái link mà đăng ký cho bạn này được giảm tới 25% ha. Đó, bạn theo cái link này là bạn đăng ký được giảm tới 25% lận đó. Thì sau khi mà sắp tới cái thằng Pool Protocol của Chia nó ra mắt thì cái Archipool này nó sẽ chính thức đi vào hoạt động ha. Trong lúc đó thì họ đã làm cái tool này để cho bạn có thể theo dõi quá trình mà tạo plot đó ha. Đó, thì ví dụ như là bạn có nhiều máy, bạn có nhiều máy tạo plot chẳng hạn, thì bạn có thể lên đây quản lý từ xa đó, rất là tiện. Thì ví dụ như là bạn có gặp cái thắc mắc gì á về cái Archipool á, hoặc là về cái tool này á, bạn có thể join cái Discord của họ. Đây, ở đây nè, họ có link Discord ngay đây nè ha. Đó, bạn vô đây và bạn cài phần mềm, bạn join cài phần mềm cái Discord á, bạn đăng ký thành viên, bạn join vào thôi. Trong này họ support rất là nhiệt tình các bạn, có group cho tiếng Việt, có group cho tiếng Anh và những ngôn ngữ khác nha. Đây là một cái pool quốc tế các bạn ha. Rồi, vậy là xong cái bài hướng dẫn để mà các bạn setting cái mà Archie Dashboard ha. Nếu mà bạn thấy cái bài này có ích á, nhớ để lại like, share, comment và subscribe ủng hộ cho nó channel ha. Và đừng quên là bấm nút cái chuông á để mà nhận thông báo ngay khi mà mình có video mới ha. Nếu mà bạn thấy những cái video của mình á có ích, giúp cho bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, thì bạn có thể donate ủng hộ mình ha. Ủng hộ mình qua Momo, qua PayPal hay là qua tài khoản chuyển khoản ngân hàng Vietcombank chẳng hạn. Đó, thì cái này là sẽ giúp cho mình có cái thêm động lực để mà ra video cho các bạn ha. Những cái này nói chung mình cũng phải bỏ thời gian, công sức rồi nghiên cứu rồi để làm video với bạn, dựng video này nọ cũng mất hơi mất công ha. Rồi, ok, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video ha. Bye bye and good luck.